Nóng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn cấp giá điện không được giật cục, tin mừng cho người dân và doanh nghiệp. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, thời tiết trên cả nước đang dần nóng lên do biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu, nên nhu cầu sử dụng điện của người dân cũng tăng lên rất nhiều, thì giá điện phải chi trả có thể cũng sẽ tăng theo rất nhiều do mức sử dụng cao. Hiểu được những khó khăn và vất vả của người dân cũng như doanh nghiệp, thì mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không giật cục, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp, có sự điều tiết của nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh về việc không thể thiếu điện trong mọi tình huống. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan, các địa phương, doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, dự báo sát tình hình, sẵn sàng chuẩn bị các tình huống xấu nhất có thể xảy ra để có phương án đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 6. Qua thông báo này mới thấy được Thủ tướng Chính phủ dù phải giải quyết rất nhiều các công việc của quốc gia nhưng ông vẫn dành phần lớn thời gian để quan tâm đến đời sống của người dân cũng như doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, EVN và các đơn vị có liên quan cần phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nghiên cứu, xem xét, nhập khẩu nếu cần. Các nhà máy điện phải tính toán thời điểm để bảo trì, bảo dưỡng, phù hợp và tuyệt đối không để các nhà máy điện than, các nguồn điện khác xảy ra sự cố do nguyên nhân không phải bất khả kháng. Không chỉ quan tâm đến nguồn cung về điện mà ông cũng rất chú trọng đến giá điện hợp lý và đề nghị điều hành giá điện không được giật cục. Về giá điện thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp EVN căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền để điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không được giật cục. Giá điện phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp, điều kiện Việt Nam có sự điều tiết của nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô. Ngành điện cần phải đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh, giảm chi phí. Giá điện phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp và điều kiện ở Việt Nam có sự điều tiết của nhà nước. Ông cũng là một trong những thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trên phạm vi cả nước. Trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, ông cũng đặc biệt nhấn mạnh cần phải loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống tham nhũng tiêu cực, phòng ngừa sai phạm, cắt giảm tối đa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, từ đó khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì công tác phòng chống tham nhũng xuyên suốt trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là Bộ Công Thương cũng là một trong những bộ có nhiều cán bộ vi phạm đã bị xử lý cụ thể. Những ngày gần đây, hàng loạt các vụ việc các cán bộ trong tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng vì những vi phạm trong quá trình công tác, có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng cho nhà nước. Ngay sau khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, đều nằm trong diện bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và làm rõ sự việc. Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tập đoàn EVN. Mới đây ngày 26 tháng 3, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 thông tin về quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương. Theo Đại tá Phan Thành Bá, vụ án này rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo lãnh đạo Cục A09, kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Một vi phạm khác là sai phạm trong việc thẩm định cấp phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Lãnh đạo Cục A09 cho hay, vụ án này được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Trước đó, ngày 4 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ngày 2 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1956.
1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp tại trường mỏ tại Moscow. Ông từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8 năm 2010. Đến tháng 9 năm 2012, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Sau 3 năm, đến tháng 1 năm 2015, ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN và trở lại Bộ Công Thương ở vị trí Thứ trưởng. Trong thời kỳ đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2015 đến năm 2020, ông Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường. Trên các cơ sở quy định hiện hành, ông Vượng nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ông Hoàng Quốc Vượng là một trong 8 bị can liên quan đến vụ án trên. Gồm có Trần Quốc Hùng sinh năm 1976, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Trịnh Văn Đoàn sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Nguyễn Hữu Khải sinh năm 1977, trưởng phòng kinh doanh, mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đỗ Ngọc Tuyền sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trương Hoàng Dũng sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can trên. Qua những thông tin trên đây, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sự quyết liệt, quyết tâm phòng chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng, dễ nhớ, dễ hiểu và cũng rất nghiêm khắc. Tham nhũng là hành vi ăn cắp của công, làm của tư. Tham ô, tham nhũng là giặc nội xâm. Đồng thời bác cũng nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Bởi vậy, trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải tập trung vào đấu tranh với căn nguyên gốc rễ của tham nhũng. Tiêu cực là tình trạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Phải làm nghiêm từ trên xuống dưới, phải tránh tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn, cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào. Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tổ chức thực hiện phải trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, không nhụt chí, chùn chân, mỏi gối, xử lý cả hành vi tham nhũng tiêu cực và những hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, chống tiêu cực. Nhận quà Tết 5 tỷ đồng, cựu bí thư Lào Cai lãnh án. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Quý vị thân mến, mới đây tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015 đã được công ty Lilama mang 5 tỷ đồng tới quà tặng Tết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng đều là cựu phó chủ tịch tỉnh, Mai Đình Định, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người ở công ty Apatit Việt Nam gồm Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc, Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc, Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, bị truy tố vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị truy tố 2 tội danh là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên.
Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng cùng các bị can nhóm thuộc cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai từ năm 2011 đến năm 2015 biết rõ diện tích 37.700m2 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt và quy hoạch quặng apatit tại quyết định số 28 ngày 18 tháng 8 năm 2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, vì mục đích phát triển của tỉnh Lào Cai và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không phù hợp với quy định của pháp luật, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 37.700m2 đất thuộc khai trường 18 cho công ty Lilama xây dựng 32 dự án khách sạn, nhà hàng. Từ đó tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit có trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi số tiền hơn 171 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi số tiền là 184 tỷ đồng. Cáo trạng mới ban hành xác định bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà ký các văn bản có ý kiến bút phê chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quặng apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, bị can Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà Tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỷ, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Số tiền khủng mà chủ tịch xã ở thành phố Phú Quốc nhận hối lộ để làm ngơ cho các sai phạm. Quý vị thân mến, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phú Quốc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Du Việt Thanh, sinh năm 1980, ngụ thành phố Phú Quốc, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi nhận hối lộ. Theo thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát hiện đối tượng Du Việt Thanh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn đã nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý. Với hành vi này, Thanh đã tiếp tay cho các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 4, công an thành phố Phú Quốc cũng đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lĩnh sinh năm 1985, Lê Minh Điệp sinh năm 1991 cùng thường trú tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc và Đặng Văn Hùng sinh năm 1981 thường trú tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả ba đối tượng đã lập công ty do Điệp làm giám đốc với ngành nghề môi giới, tư vấn và kinh doanh bất động sản. Từ năm 2021 đến năm 2022, ba đối tượng trên đã tiến hành đặt cọc, mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Ngoài ra còn lấn chiếm thêm nhiều phần đất suối, đất rừng đặc dụng ở bên ngoài. Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện trái phép trên các thửa đất rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ, sơ đồ, phân lô trên giấy, tự đặt tên dự án. Các dự án đều không có thật nhưng được giới thiệu quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán và lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại thành phố Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ quá trình có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng. Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất suối, đất rừng đặc dụng do nhà nước và vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng
sử dụng đất cho người khác, thậm chí có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm, đất suối do nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Có thửa đất đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cán bộ cao cấp của Bộ Công Thương nhận hối lộ. Bộ Công Thương chỉ trích báo chí đưa thông tin sai sự thật. Quý vị thân mến, mới đây Cục An ninh Điều tra Bộ Công an A09 vừa khởi tố bị can bắt tạm giam 3 người, trong đó có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Trần Duy Đông bị bắt về tội nhận hối lộ. Trước khi vụ án Xuyên Việt Oil được phanh phui, nhiều lãnh đạo, cán bộ của Bộ Công Thương, trong đó có ông Trần Duy Đông, khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng quy định và chỉ trích báo chí nói sai sự thật. Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lần đầu vào ngày 22 tháng 8 năm 2016. Công ty này được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Trong khi đó, ông Trần Duy Đông được giao phụ trách vụ thị trường trong nước từ tháng 8 năm 2017. Vụ thị trường trong nước là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thương mại và thị trường trong nước, trong đó có lĩnh vực xăng dầu. Năm 2021, khi Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép đầu mối xăng dầu, ông Đông đang là vụ trưởng vụ thị trường trong nước. Tháng 9 năm 2023, hai lãnh đạo Xuyên Việt Oil là bà Mai Thị Hồng Hạnh sinh năm 1979 giám đốc và thuộc cấp là Nguyễn Thị Như Phương sinh năm 1992 bị bắt và báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng hay là sai quy định. Thời điểm đó, ông Đỗ Thắng Hải vẫn còn là Thứ trưởng của Bộ Công Thương phụ trách xăng dầu, còn ông Trần Duy Đông vừa mới rời vụ trưởng vụ thị trường trong nước để chuyển sang làm Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu. Văn bản phản hồi báo chí đã được lãnh đạo này duyệt gửi đi đều khẳng định khi được Bộ Công Thương cấp phép, công ty có đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 83 năm 2014 Nghị định của Chính phủ. Theo đó, về đại lý xăng dầu, theo quy định, doanh nghiệp cần có 40 đại lý. Công ty Xuyên Việt Oil có 49 đại lý, bao gồm 17 đại lý do công ty mẹ Xuyên Việt Oil trực tiếp ký hợp đồng đại lý và 32 đại lý thuộc công ty con của công ty Xuyên Việt Oil là công ty Đại Đồng Xuân. Giải thích cho việc Xuyên Việt Oil sau này không duy trì được số lượng đại lý theo quy định, văn bản này phản hồi nói rằng trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thường có sự thay đổi về hệ thống phân phối và đối với công ty Xuyên Việt Oil, trong năm 2022 cũng như nhiều doanh nghiệp xăng dầu khác, công ty gặp khó khăn nhất là sau khi bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu tạm thời 1,5 tháng. Theo kết luận của đoàn thanh tra Bộ Công Thương, các đại lý của công ty Xuyên Việt Oil đã phải chuyển sang ký hợp đồng và lấy hàng của các công ty khác để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của đại lý. Việc không duy trì đủ hệ thống đại lý là do các yếu tố khách quan hoặc chủ quan sau này trong quá trình hoạt động của công ty, văn bản phản hồi báo chí cho biết và bày tỏ thêm báo chí đang viết sai sự thật. Trong khi trước đó, kết luận của thanh tra của Bộ Công Thương đã chỉ thẳng chiêu lách luật của Xuyên Việt Oil, đó là để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của công ty cổ phần Đại Đồng Xuân được công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ con. Cụ thể, Xuyên Việt Oil góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân. Thế nhưng điều đáng nói ở đây cũng chính là trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, công ty Xuyên Việt Oil và công ty cổ phần Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm hủy bỏ, hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết. Kết luận với Xuyên Việt Oil, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đã kiến nghị giao vụ thị trường trong nước chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác thẩm định cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu. Tại thời điểm thanh tra, ông Đông vẫn đang là vụ trưởng vụ thị trường trong nước. Kết thúc quá trình thanh tra, Bộ Công Thương ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và 18 đại lý bán lẻ xăng dầu. Công ty Xuyên Việt Oil đã xử lý vi phạm hành chính và bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với thời gian 1,5 tháng đối với hành vi vi phạm quy định về không duy trì, đáp ứng đủ số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định nêu trên.
Năm 2023, Bộ Công Thương thực hiện việc kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với công ty Xuyên Việt Oil. Tại thời điểm kiểm tra, Bộ Công Thương ghi nhận công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, có 3 cửa hàng tại thời điểm kiểm tra có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực và có 20 hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu ký kết với các đại lý bán lẻ xăng dầu đang còn hiệu lực. Trên cơ sở, công ty Xuyên Việt Oil tiếp tục không duy trì đáp ứng được điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2081, quyết định của Bộ Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oil. Về việc ông Trần Duy Đông vừa bị cơ quan an ninh điều tra bắt về tội nhận hối lộ đã kéo dài danh sách các cán bộ bị sức mạnh của đồng tiền của Xuyên Việt Oil hạ gục. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội nhận hối lộ. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Liên quan đến vụ án này, ngày 19 tháng 12 năm 2023, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Đến tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố thêm 4 người để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ. Cụ thể, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành, giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do để điều tra về tội đưa hối lộ. Sau Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro có thêm nhiều đại lý xăng dầu bị ngân hàng siết nợ là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu khí Bông Sen Vàng vừa bị ngân hàng giao bán tài sản gồm hơn 10 cây xăng trị giá gần 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây liên tiếp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị các ngân hàng siết nợ. Mới đây nhất, Agribank cũng thông báo đấu giá tài sản đảm bảo của ngôi nhà cổ diện tích hơn 287m² tại số 19 phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với mức giá khởi điểm 54 tỷ đồng. Đây là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xăng dầu Đại Việt theo một hợp đồng vay vốn từ năm 2018. Đặc biệt, sau hàng loạt các sai phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, nhiều ngân hàng đã thông báo bán đấu giá các tài sản đảm bảo tại công ty này. Xuyên Việt Oil đang có các khoản nợ tại một số ngân hàng thương mại, tổng dư nợ khoảng 5.500 tỷ đồng. Trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập. Đại án Vạn Thịnh Phát, tòa tuyên án tử hình là có căn cứ. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Đáng lẽ các bị cáo bồi hoàn toàn bộ, tuy nhiên bản chất số tiền thất thoát là do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác nghe theo chỉ đạo của bị cáo Lan để thực hiện hành vi sai phạm. Chủ tọa Phạm Lương Toản nhận định, thực chất bản chất của 1.284 khoản vay này, SCB thực hiện không đúng quy định. Số hợp đồng vay này là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền từ SCB sử dụng. Vì vậy, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi. Toàn bộ dư nợ 1.284 khoản vay được xác định chiếm đoạt gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Theo hội đồng xét xử, tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Kepler và bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt đã hoàn trả lại cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn lại phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng.
bị tuyên án tử hình, khối tài sản cực khủng của bà Trương Mỹ Lan sẽ xử lý như thế nào. Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, quận 7, quận 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên việc tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần, hội đồng xét xử cho biết tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu, do đó tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay tương đương với 673.849 tỷ đồng, mức án phí khủng nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản liên quan tới vụ án, cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác. Ngoài ra, bản sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Cao Chí, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Đây là một trong những vụ án có số án phí được xem là khủng nhất trong lịch sử tố tụng của nước ta, khi có một bị cáo phải nộp 674 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Tòa tuyên án tử hình là có căn cứ. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian dài từ năm 2012 đến năm 2022. Trong đó, giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Còn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình sự 2015 đã quy định tội tham mô tài sản áp dụng đối với các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác đủ yếu tố để cấu thành tội tham mô tài sản. Do đó, hội đồng xét xử nhận định tội mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Ngoài ra, hội đồng xét xử đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB đang bị truy nã, xét xử vắng mặt. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là cựu tổng giám đốc SCB và bị cáo Bùi Anh Dũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB về các tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Mỹ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị tuyên mức án 17 năm tù về tội tham mô tài sản. Về nhóm tội đưa nhận hối lộ, Viện Kiểm sát nhận định dù Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi đưa hối lộ 5,2 triệu đô cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 Đỗ Thị Nhàn, nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB và tài liệu chứng cứ dữ liệu điện tử cho thấy bị cáo Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo bị cáo Văn gặp đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Đối với nhóm 16 bị cáo thuộc nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo buộc nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách công vụ. Hiện các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận. Các bị cáo này nhận từ SCB số tiền thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là gần 10 tỷ đồng. 16 bị cáo này bị tuyên mức án 3 năm tù treo đến 11 năm tù. Đối với các khoản tiền này, hội đồng xét xử nguồn gốc tiền từ SCB nên thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Các bị cáo đồng phạm còn lại đề nghị mức án 3 năm tù treo đến 20 năm tù. Đối với các bị cáo được hưởng án treo, nếu không phạm tội danh khác thì được trả tự do ngay tại tòa.
Với 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Do đó, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo này. Đối với các bị cáo tại SCB, hội đồng xét xử nhận định chỉ là những người làm công ăn lương, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan không được hưởng lợi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn với SCB, đẩy ngân hàng này vào tình trạng mất thanh khoản. Đồng thời, vụ việc gây hoang mang trong người dân làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò là chủ mưu cầm đầu. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ tác dụng răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Cũng trong vụ án này, duy nhất bị cáo Nguyễn Cao Chí được xác định là không phải là đồng phạm của bị cáo Lan. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị tuyên mức 8 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Qua vụ án này, chúng tôi và cả quý vị cần phải thượng tôn pháp luật, sống trong pháp luật, tối thượng của hiến pháp. Tất cả cán bộ, nhân dân đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Không một ai được đặt mình lên trên pháp luật hay ngoài pháp luật. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đây cũng chính là sự đảm bảo cao nhất về mặt pháp lý của một nhà nước hợp pháp, thể hiện trong tư tưởng lập hiến của Hồ Chủ tịch. Thông qua đó, quyền của công dân được bảo vệ và chủ quyền của quốc gia được đảm bảo.